Trinh nghĩ là cái việc lựa chọn và tìm kiếm cho con những cái sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe, về trí não là vô cùng quan trọng. Ở Chi thì luôn luôn tâm niệm là ở trên thị trường thì có nhiều sản phẩm lắm, cho nên là các bậc phụ huynh phải trở thành những cái người tiêu dùng rất là thông thái để có thể lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc uy tín này, có những thành phần thật là lành tính và tốt cho sức khỏe của con. Và Chi như lúc nãy còn chia sẻ trong không gian học thì mọi người cũng thấy là sản phẩm Chi Brain là một sản phẩm mà Chi cho Sumo dùng, và hai mẹ con đã nhận được những cái kết quả rất là tích cực từ sản phẩm này. Và Chi cũng hy vọng là qua cái chia sẻ ngày hôm nay thì đã có thêm một cái gợi ý để cho các bố mẹ có thể tham khảo và sử dụng cho con mình, để các bạn nhỏ có thể có được cái kết quả học tập tốt hơn và quan trọng hơn là tự tin hơn trong cuộc sống. Vâng, thú thật với mẹ Diệp Chi là lần này em gặp lại Sumo thì em thấy con phải nói là tập trung và nhanh nhẹn hơn hẳn, và thể hiện rõ qua cái thành tích học tập của con dạo này là cực kỳ đáng nể. Không ai cực kỳ nể cái thành tích học tập của Sumo dạo này luôn á. Và cũng xin chia sẻ thêm là nếu như các bậc phụ huynh quan tâm tới sản phẩm G-Brain thì Chi có một thông tin thú vị rất là muốn chia sẻ với mọi người, đó là ngay tại thời điểm này nếu như các bố mẹ mua sản phẩm G-Brain thì mua 4 hộp được tặng 3 hộp, mua 3 được tặng 2. Ngoài ra thì còn được tặng kèm cái khóa học bí quyết nuôi con thông minh, nhạc sóng não Alpha Delta, và còn được miễn phí vận chuyển hàng toàn quốc nữa. Quá nhiều ưu đãi đúng không ạ? Để có thể biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cốm trí não G-Brain và được các chuyên gia rất là uy tín tư vấn trực tiếp thì các bố mẹ có thể nhấn đường link hay là gửi tin nhắn để được tư vấn miễn phí. Rất tiện lợi đúng không ạ? Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.